gia là đặt tên luôn. À đúng rồi, thực tế là đặt t, và cái này nó có dạng là em mũ ax cộng b này dx, vậy nên nó mình công thức này nó biến như thành gì, Vậy là 1 phần A nhân em mũ em mũ AX cộng ax B. cộng b ở đây cộng c luôn. Rồi sau đó ta áp công thức vô thế x bằng 0 vô, ta suy ra kết quả nó bằng 2e để giải cái được c. Rồi sau đó tính F3. Vụ này ta làm rồi ha. Dạ. Rồi, còn giờ trắc nghiệm này. Giờ cũng là số 2 luôn. Đề thầy đang có được nguyên hàm của F nhỏ x thì theo kiến thức đề người ta cho bằng F lớn x. Được chuyện này không? Dạ. Thầy để hai cận vô A với B. Thì bài toán này nó trở thành tích phân A với B. Kịp chỗ này chứ. Dạ. Vậy nó bằng là F lớn tại B trừ đi cho F lớn tại A. Hình dung được tới đây chưa? Dạ. Vậy bây giờ cái chữ A thầy sẽ đổi về thành một con số, và chữ B thì đổi về thành một con số. Chữ A thầy đổi về thành số 0, chữ B thì đổi thành số 3, lý do nó cho F lớn tại 0 với F lớn tại 3. Vậy theo cách hiểu đó nó sẽ bằng F lớn tại nhiêu nè? F lớn tại 3 trừ F lớn tại 0. Rồi, cái này là tích phân cận chạy từ 0 đến 3 của fx dx. Cái tích phân này đưa vô máy tính bấm được không? Dạ được. F0 có chưa? Dạ có. Rồi, giờ từ đây tính ra được F3. Kịp không? Dạ. Ừ. Ta sẽ lấy F3 và ta sẽ auto nó lại, sell nó lại một cái giá trị và ta trừ đi lần lượt từng cái đáp án. Cái nào ra đúng cho bằng 0? Lộn. Hình dung chưa? Rồi, Dạ. ok. Và trong rất nhiều bài liên quan tới cái kiểu này không ai dùng tự luận để chơi cả, người ta dùng máy tính thì người ta bấm. Bài này thì nó còn dễ, tính toán nó ra còn đẹp, còn có những bài nội các bạn đi lấy cái nguyên hàm không hết giờ rồi, chưa kể thế F tại vì đó vô tính ra C nữa, hết giờ luôn. Rồi sau tính toán ra xong thế một cái con số vô nữa, tính ra hỏi cái biểu thức đó thấy gớm luôn, rồi thu gọn nhìn không thấy được đáp án. Nhưng mà bấm máy nó sẽ giúp cho các bạn được rất nhiều thứ, dĩ nhiên là phải làm rất là nhiều ha. Tiếp theo có bạn nào cần hỏi thêm gì nữa không? Thầy sẽ phụ chỉ. Dạ thầy. À, rồi thầy nghe số 3 trước. Rồi chút xíu bạn có thể bạn chat vô đi, thầy sẽ mở lên trên một chat thầy thấy luôn. Sao số 3? Dạ, con định hỏi câu 18 với 19 á thầy. Cũng đề đó luôn. Dạ. À, 18 với 19 kiến thức này các bạn chưa được học, chút xíu thầy sẽ dạy. Liên quan tới diện tích, tức là nó một cái ứng dụng của tích phân vô diện tích. Mấy câu phía sau là từ câu 18 dài xuống thì cái này gọi là ứng dụng của tích phân. Các bạn chưa chưa học tới, chút xíu sẽ chỉ. Rồi, cái đề bên kia các bạn có thời gian làm bài chưa nhỉ? À, trong đây có một câu là câu này. Là có một câu là câu số 13. Cùng cái đề đấy là có một câu 13. Lý thuyết câu 13 này có một cách bấm trắc nghiệm nhưng mà thầy không áp dụng, là bởi vì thầy đã từng bấm thử nhiều bài và có một vài bài trong đó hệ số nó đặc biệt, khi đưa vô bấm bằng cái cách đó nó bị lỗi, nó không thấy được đáp án đúng. Nên thôi những câu dạng đó thầy chỉ cho các bạn chắc ăn, tại vì cái nào mà thật sự chắc thầy mới dám chỉ các bạn, còn bấm mà đôi khi nó có bị hên xui mà lỡ xui xui nó trúng vô bài khác thì ta ăn cho hết cái bài. Nên câu này thầy sẽ biến đổi bằng tự luận. Thì tự luận của các bạn, người ta phải chấp nhận một kiến thức này. Mà lúc mà ta học về tích phân á, thì hôm trước người ta học xong mà thầy chưa có giảng cho các bạn hai cái tính chất đặc biệt của tích phân. Thì trong tích phân nó có cái tính chất này. Rồi, nó có hai tính chất đặc biệt như sau. Tính chất thứ nhất, đó là tích phân của fx dx cận chạy từ a đến b. Thì tích phân này nó sẽ được tính bằng là tích phân cũng cận chạy từ a đến b của hàm ft dt, cũng bằng cận chạy từ a đến b của hàm fu du. Tức là hiểu như vậy cho nó dễ hình dung là nếu như cùng cận thì các bạn đổi chữ x thành chữ t, chữ u thành chữ x gì đó, dân dân nhân dân. Thì khi đó dx với dt hoặc là du nó y như nhau, nên cái biểu thức của các bạn là như nhau. Nếu như cùng cận,
thì đây là kiến thức. Tại vì có những lúc các bạn ẩn phụ xong nó trả về thành nó cận y như ban đầu, thì thay vì ta đi tính cái cũ thì ta sẽ đi tính cái mới, hoặc sau khi có cái mới xong ta trả ngược về thành cái cũ trong một số bài đặc biệt. Tính chất số 2 đó là tính chất nối cận trong tích phân, sẽ được xài rất là nhiều. Cận chạy từ A đến B của hàm fx dx. Giả sử có một cái con số C nó thuộc cái khoảng đi từ A đến B. Đây, ví dụ như các bạn đi từ A đến B, nó đi qua một cái con C ở đây. Vậy thì để chuẩn bị đi được từ A cho đến B thì phải đi qua C trước, rồi từ C mới đi qua đến B. Vậy cái dấu tích phân đó nó sẽ được tách ra làm hai cái tích phân con. Nghĩa là cái tích phân đầu tiên nó sẽ được tính từ A cho đến C, cộng tiếp cho cái tích phân chạy từ B, nó xin lỗi chạy từ C cho đến B của fx dx. Đây là hai tính chất vô cùng đặc biệt của tích phân. Ngoài hai tính chất này ra, các bạn còn thêm một cái tính chất số 3, đó là tính chất tên gọi là đổi cận. Đổi cận tức là từ ở trên nó rớt xuống dưới và từ ở dưới nó bay lên trên của fx dx. Thì trong một số bài toán người ta không tính từ A đến B mà người ta lại buộc phải tính đi từ B đến A. Vậy chữ B rớt xuống, chữ A thảy lên cũng là fx dx, nhưng khi đó nó mang cái dấu trừ ở phía trước. Đấy. Nếu đổi cận từ trên rớt xuống ở dưới bay lên trên thì khi đó sẽ phải mang dấu trừ. Đó là tính chất của tích phân. À, do ta sẽ làm thử bài tập để cho các bạn áp dụng cái tính chất này vô. Đây, giờ thí dụ như đối với câu 13 thì người ta sẽ làm thế này. Người ta sẽ luôn luôn có cái dạng F của một cái biểu thức bên trong ngoặc. Đây được gọi là ứng dụng của ẩn phụ. Nó có dạng bài toán là F của hàm Gx. Đó. Thì khi các bạn đi mưa mấy hôm nay bình này. Rồi, đề cho các bạn là một cái biểu thức Gx nó nằm ở bên trong hàm F. Thì cách người ta giải là người ta sẽ đặt ẩn phụ là đặt T bằng Gx. Vậy khi đặt T bằng Gx, vậy có nghĩa là bài toán này các bạn sẽ đặt T bằng 2x, là bài ẩn phụ của các bạn chơi một phát sẽ ra. Đổi cận x, t. Cận chạy từ 0 đến 2. X bằng, tại vì đây nó hỏi nè, tích phân cận chạy từ 0 đến 2. Vậy x bằng 0, t bằng 0, x bằng 2, t bằng 4. Vậy từ đây kéo theo cái tích phân y để yêu cầu các bạn cận sẽ được đổi từ 2 đến 4. T bằng 2x nên f của 2x nó chính là ft. Còn dx, đây dx nè, vi phân hai vế. Vậy các bạn dẫn đến được dt bằng 2 lần dx. Vậy có nghĩa là dx dx nó đổi về thành là dt chia cho 2. Được ha. Vậy dx thành dt trên 2 và thảy số 1 phần 2 dâng ra ngoài. Thì bên trong tích phân cận chạy từ 0 đến 4 của hàm ft dt. Và như hồi nãy thầy nói ở dưới đây, ta có ft dt thì nó sẽ bằng ngược lại fx dx như ban đầu. Tại vì nó cùng cận 0 đến 4. Đó. Vậy bài toán này ngay đây thầy sẽ trả về thành 1 phần 2 cận chạy từ 0 đến 4 của hàm fx dx. Thực tế cái đó viết cho các bạn xem thôi, chứ còn khi người ta hiểu rồi chả ai viết điều này hết, tại vì nó quá cơ bản. Đó. Vậy mà cái đề thì ngặt nổi chả có cái nào cho chạy từ 0 đến 4, nó cho chạy từ 0 đến 2 và từ 2 đến 4.
Vậy cái 0 đến 4 này nó sẽ tách ra thành 0 đến 2 cộng cho 2 đến 4. 0 đến 2 bằng 3, 2 đến 4 bằng 5, vậy cộng hai đó lại bằng 8. Vậy sau khi có cái đó bằng 8 lấy 1 phần 2 thì kết quả các bạn là bằng 4. Từ đây có được kết quả. Đó. Một cái kiểu ẩn phụ nhưng mà nó không cho lý thuyết ẩn phụ và nó là một cái dạng bài tập tích phân của ẩn phụ. Đó, hồi nãy thầy có thấy một bạn tính hỏi thầy. Ủa, sao rồi? Sao không thấy chat vô? Sao? Số rồi sao? Cho thầy hỏi nè, nãy có bạn nào tính hỏi chung với bạn số 3 đấy? Bạn nào tính hỏi phần nào? Mở mic lên thầy đi. Dạ em. Sao? Câu nào? Dạ thầy, có một bài đặt ẩn là tăng á thầy. Ừ. Tăng ít nhưng mà cái cận của nó là bi kia 2 thì mình đổi sao thầy? Cái câu tăng ít là câu mấy? Dạ không có trong trọng. À, đề, không có, đề, không, đề rồi, trong... không có trong đây. Rồi, ý bạn hỏi là gì? Đặt t bằng đặt ít bằng tăng t phải không? Dạ. Rồi. Rồi, thí dụ rồi, đặt t bằng tăng ít. Rồi, có bài nào đặt t bằng tăng ít? À, cái kiểu của mấy cái bài liên quan tới sin cos nữa hả? Dạ. Rồi, kiểu kiểu như thế đi ha. Rồi thầy chỉ ví dụ thôi. Bi trên 4, đề ví dụ như bi thường. Bi trên 2 thầy. Bi trên 2 thì làm gì tăng nó tồn tại? Cái đề nó làm vậy. Vậy là, vậy là khả năng cái đề cho nhầm á. Con lấy một cái đề nha thầy. Rồi. Cái khả năng là cái đề cho nhầm á. Rồi sao? Dạ, tích phân của cận từ bi chia 4 đến bi chia 2. Rồi, bi chia 4 đến bi chia 2. Rồi. E mũ 1 trừ cos có trừ cô tăng x. Rồi tất cả chia cho sin bình x. Đây, thấy giờ cái này, là tất cả chia cho sin bình x dx. Rồi, thì thực tế là mấy cái bài liên quan tới ẩn phụ mà trước đó các bạn có đó, trong cái chùm 100 mấy chục bài thì cho các bạn đấy. Vậy số 10 hỏi giải quyết luôn câu này được không? Đặt t bằng gì? Dạ con đặt t bằng 1 trừ cô tăng x. Rồi, đặt t bằng 1 trừ cô tăng x. Vậy suy ra dt nó sẽ bằng gì? Dạ 1 phần sin bình x dx. Rồi, chấp nhận. Đổi cận không? Con không biết đổi cận thầy. Đổi cận cái bi chia 2. Đấy, ít, t, để cho chạy từ mấy đến mấy? Dạ, bi chia 4, bi chia 2. Vậy thì t, thế vô. Lại mới tỉnh bấm cô tăng bấm bằng hàm gì? Cô tăng, 1 phần tăng. Các bạn có hai cách bấm. Một là bấm bằng 1 phần tăng. Nhưng thầy khuyên là các bạn nên bấm bằng cos trên sin nha. Tại vì nếu mà xét về điều kiện xác định á, nếu như chỉ là con vô bình thường thì không vấn đề. Nhưng nếu như nói về điều kiện xác định á, mà các bạn bấm một phần tăng thì khả năng nó bị thổi rất là nhiều. Vậy tốt nhất nên để các bạn bấm cos trên sin. Máy tính để chế độ ra dăng con tải bi trên 4 vô. Bi trên 4 đâu? Bi nè. Ở trên 4 nè. Nó bập. Thấy rõ không? Số 10. Dạ. Ừ, ha. Rồi tương tự con tại bi trên 2 vô. Còn đó, thì kết quả ở đây nó sẽ ra 0 nè, 1 nè. Vậy dạ, bữa con bấm 1 phần tăng là nó không có ra cái bi trên 2. Rồi này. Tại vì khi bấm bi trên 2 thì cái cos của các bạn nó bằng 0, mà các bạn bấm 1 trên một cái con số nó không xác định nữa thì nó không xác định. Hiểu ha. Rồi, vậy hồi nãy số 1 hỏi hả? Hay là bạn nào hỏi á? Có cái khả năng rất cao là 1 á, là cái đề nó cho bị sai. Tại vì trong quá trình xử lý về rất là... Câu này nè thầy. Câu này luôn á hả? Hỏi câu này. Dạ. Rồi, đó, vậy thì cô tăng đó. Cô tăng các bạn nên bấm bằng cái sin, cos trên sin. Nó sẽ bị tính không ra được kết quả khi nó rơi vào những con số đặc biệt như là 0, bi trên 2, bi rồi đấy. Nếu như các bạn bấm một phần tăng là khả năng nó bị lỗi đấy. Được ha. Đã, tới đây thì mọi chuyện dễ rồi. Chủ yếu là các bạn bị kẹt cái vô cận thôi. Rồi, tiếp. Thật sự thì xét ra về nhóm của các bạn thì về năng lực á, thì các bạn học cũng khá, chứ không phải là không. Các bạn nắm được vấn đề rất là tốt. Nhưng
Lý do là ở trường các bạn bị dồn quá nhiều thứ nên các bạn không dành thời gian để luyện được trong môn toán. Nhưng mà ngặt nổi cái phần này và nhiều phần trước nữa, các bạn không luyện được là các bạn không nhớ được nó đâu. Thật sự là không nhớ được. Mà không nhớ được thì hiệu quả trong quá trình các bạn làm bài kiểm tra, làm bài trắc nghiệm là nó cũng cực kỳ kém luôn. Nên năm nay là năm 12. Nói thật, hồi nãy thầy trước khi giảng cho bài cho các bạn làm á, là nãy thầy có coi một cái clip nhẹ về Du Quang Trung. Thì tại sao người tài, người giỏi người ta lại trăn trở rất nhiều thứ? Và tự nhiên thì cái một cái đoạn clip ngắn thì nó cũng chỉ là tái hiện thôi, chứ mình thì đâu phải là nhân vật lịch sử, mình đâu thể biết chính xác được cái lúc đó. Thì khuya ổng còn luyện đao luyện kiếm, ổng giỏi rồi, ổng lên làm vua rồi mà ổng phải luyện, ổng luyện để có sức khỏe, ổng luyện để ổng có thêm vài thứ khác về năng lực, cũng như là đơn giản là luyện trí cũng giống vậy đó. Tự nhiên tôi đang dạy, tôi liên kết tới các bạn học sinh, đó là cái khả năng luyện tập của các bạn. Nói thật có vài bạn cũng luyện rất là tốt, nhưng phần lớn là con số không rất là to. Các bạn học xong các bạn bỏ bỏ qua bên liền, không phải là bạn lười, nhưng có thể là bạn dành thời gian để luyện môn khác, hoặc các bạn tập trung cho những thứ khác. Các bạn phải coi lại chính xác, coi coi năm nay mình quyết định thi cái gì. Khi các bạn quyết định thi cái gì thì các bạn phải làm sao bơm cái điểm của ba môn tiên quyết đó lên múc chỉ giùm thầy trước một cái, để các bạn làm hai thứ. Một, xét học bạ có thể, tại vì dù gì mà nói thì hiện tại cái con đường xét học bạ có rất nhiều trường nó đã chiếm tới khoảng 40 tới 60% của rất nhiều trường. Có trường thì khoảng 10%, có trường lên 30%, có trường lên 40%, có những trường 60% nữa. Mà khi xét học bạ nó xong rồi thì điều đó đồng nghĩa với cái điểm thi chính thức. Nếu như các bạn không đậu học bạ thì cái điểm chính thức nó phải được nâng lên rất cao. Thì tại vì có những trường nó đã xét, thí dụ như sư phạm nó xét 10% học bạ, số lượng nó lấy đã ít mà nó còn đã xét học bạ hơn khúc thì còn lại, hoặc là một số trường khác kinh tế nó cũng lấy, như như sư phạm kỹ thuật mà thầy biết năm nay nó như năm rồi đã lấy hơn 40% xét học bạ, nghĩa là các bạn chỉ còn là có 60% trên cái kênh chính thức là thi tuyển sinh dựa vào đề thi trung học phổ thông quốc gia. Mà 60% đó thì điều đó đồng nghĩa với toàn bộ những đứa chưa đậu học bạ. Mà chưa đậu học bạ thì điều đó có nghĩa là, một là mấy đứa nó yếu, mà nó yếu thì các bạn đừng so với nó tại vì các bạn hơn rồi, vậy thì còn những đứa rất mạnh mà nó chỉ còn có 60% cơ hội đi vào thì rõ ràng cái điểm thi nó cao. Đó là lý do mà tại sao trong khoảng 3-4 năm gần đây, khi bộ của mình đẩy phần học bạ lên á, thì khi đó điểm thi cũng vô tình được nâng lên rất nhiều. Thì tại vì cái số lượng của các bạn học viên để vào được, thí dụ như giờ nó lấy 400 đứa mà đã tuyển mất bạ hết 40% rồi thì các bạn chỉ còn 60%, 60% thì có 240 đứa. Vậy thì 240 đứa nó chọi lộn với nhau để làm sao bóc ra được, thì cái đó điểm nó phải cao, là cơ bản mà. Nên tôi chỉ lo, tôi chỉ ngại thôi, đó là các bạn bây giờ có nhiều bạn giờ còn chưa xác định được, rồi nó cứ xoay xoay vòng 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 thì các bạn lại khó. Vậy cố gắng lên, nghĩ lại, đây là lúc mà các bạn phải vực dậy, làm sao nó vượt qua được. Bao nhiêu anh chị trước đó cũng giống như cái thời điểm của các bạn, người ta phải trâu bò hơn, thức đêm thức hôm gì đó vân 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 để cài, để đạt được từng cái con điểm hoặc từng cái bài cụ thể. Không phải ta đang ở lớp 10 với 11 nữa đâu nha. Rồi. Nhưng mà cũng tiếc cho các bạn là hơi 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 lo hơn, đó là trong cái thời gian này là cái thời gian mình lại đang còn phải dịch bệnh các kiểu. Nhưng cái yếu tố khách quan đó nó mới tạo ra được cho những con người có nội lực. Các bạn biết cách thực hiện nó tốt thì cho dù ứng ở cái hoàn cảnh nào thì các bạn cũng sẽ biết cách để ứng biến. Chứ đâu thể nào lúc nào ta cũng ở trong môi trường được thuận lợi đâu. Ví dụ như lúc này là lúc mà có nhiều trường hoặc có nhiều bạn thôi còn dịch nữa, thôi giờ cứ trông chờ chờ học offline hoặc là chờ đi học lại rồi bắt đầu phát triển. Thiệt,
có khoảng hơn phân nửa học sinh là đang trong cái tâm trạng đó. Nhưng mà giờ rồi năm sau thi kiểu nào đây? Vậy thì nếu như các bạn đã luyện tập được một cái lượng thời gian và các bạn luyện được đúng cách thì giờ chỉ chờ cái thời cơ thôi. Khi nào cho dù giờ bộ có thay đổi phương án thi kiểu nào đi chăng nữa thì bạn đã có nội lực rồi, đâu gì đâu phải lo lắng. Thì cái đó bạn chủ động được, bạn làm chủ được bản thân mình là vậy đó. Rồi, quay lại tiếp. Rồi, vậy thầy sẽ giải thích tiếp kiến thức mới ha. Rồi, trong quá trình ta ôn kiểm tra lại, thầy sẽ gặp được rất nhiều thứ. Rồi, ta gặp một cái kiến thức tiếp theo tên gọi là ứng dụng của tích phân. Dĩ nhiên tích phân nói vậy là xong nhưng mà nó còn nhiều thứ lắm á. Có rất nhiều bài phải sử dụng phương pháp đặc biệt rồi áp dụng về tích phân liên kết rồi những cái bài dạng phức tạp nữa, nhưng như thầy đã nói rồi, mục tiêu của thầy không phải đi sâu về tự luận và cho các bạn những bài tập quá khó. Mục tiêu của thầy là giảng cho các bạn nắm được cái phần kiến thức nền. Khi các bạn chắc được kiến thức nền rồi, hiểu qua được cơ bản cái chương này ta có những cái trọng tâm về kiến thức là cái nào, thì bắt đầu ta sẽ ôn kiểm tra, tức là ôn trong những cái đề đề tập làm bài trắc nghiệm đấy. Thì khi đó nó sẽ xuất hiện thêm vài thứ nữa, thì cứ việc tới đâu thầy lại tiếp tục bơm vô để cho các bạn nắm. Và người ta cứ làm bài tập nhiều 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 lên thì bắt đầu ta sẽ lót nó qua được. Thầy ơi, À, thầy nghe. thầy cho con hỏi cái đề này cái thầy con không biết giải sao hết trơn. À, câu trong đề thầy cho hay là đề ở Dạ, lớp? có đề ở trong lớp Rồi, con thấy nó dướng dướng. gửi gửi cho Dạ. thầy không hay là đọc đọc được không? Dạ, gửi cũng được mà đọc cũng được. À thôi vậy đọc đi, nếu nếu đơn giản đọc đi. Dạ, căn 2 trừ 1, tất Căn cả mũ x. 2. À căn 2 thôi rồi trừ 1 đúng không? Dạ, căn 2 rồi trừ 1. À, căn 2 trừ 1 tất cả mũ x. À, tiếp. Cộng cho căn 2 cộng 1 tất cả mũ Rồi. x. Dạ, trừ 2 căn 2 bằng 0. Rồi, để yêu cầu giải cái phương trình này đúng không? Dạ. Vậy ta để ý này, hai thằng này nó có gì giống nhau không? Hoặc là nó có cái gì được gọi là liên hệ của nhau Dạ thì căn 2 trừ 1 đó là 1 chia cho căn 2 cộng 1. không? Thế nó là lượng liên hợp của nhau á, ổn ha. Dạ. Vậy thí dụ cho thầy đặt thằng này là a mũ x thì thằng này nó chính là gì? 1 trên em. Rồi xong rồi đó. Ủa, rồi. Vậy thì đặt cái này là t, vậy ta được phương trình là gì? À, nguyên cái mũ luôn. À, để... Ok, dạ tại con nãy con nghĩ là có định đặt t là a thôi cho nên giải không ra. không Dạ cảm ơn thầy. à, cái này thì về cơ bản thì trước đó ta đã học rồi và ta cũng làm nhiều rồi, chỉ có điều là một cái lượng thời gian nhất định đó, thì do là ta không có thường xuyên luyện tập nên nó quên. Không nói gì riêng các bạn đâu, tôi nè lấy từ bản thân từ thầy, có những thứ mà đã làm thường xuyên nhưng mà đôi khi là phải làm những cái việc nào đó khác quay trở lại không nhớ, không cách nào nhớ, cứ biết là nó ngay đó đó nhưng mà cứ nhấn làm hoài không ra. Thì phải, một là nếu là kiến thức phải biết chỗ nào rồi lên mạng sạch, hoặc là thầy phải nói với công nghệ thông tin mạnh mạnh làm được rất nhiều thứ, nhưng đôi khi có những cái liên quan tới Word không nhớ, không nhớ canh dòng bằng cách nào, hoặc như ngay chỗ này dấu ba chấm làm sao để kéo dài cái dấu ba chấm nó ra để viết thành một cái mục lục như cho nó đẹp, không nhớ cách, phải lên mạng sạch thôi. Còn may mắn là các bạn đã học kiến thức rồi, có thể ngay chỗ này chỉ cần nói mí cái là các bạn biết được, nhưng mà ngặt nỗi khi các bạn làm bài thi hay là mình kiểm tra thì không có ai mí cho các bạn được. Ở đó là thứ nhất là nhớ được dạng rồi làm đúng nó, rồi phải nhanh nữa, phải chốt được trúng trắc nghiệm nữa thì không qua nhiều bước. Rồi, ta vô. Thầy ơi, Sao? Tiếp. con hỏi một câu sau cái câu của bạn Ngân luôn nha, thầy cũng đang Cậu ơi, người ta là số 7, né, hạn chế, gọi tên. Rồi, thôi không sao đâu. Với lại có ai đâu câu các bạn học. vậy con gửi nha thầy, tại cái À, đề nó dài hơi hả? dài. À, rồi, vậy gửi Dạ. qua. À, tiếp theo các bạn nào cần hỏi gì nữa không? Cứ gửi qua, thầy sẽ phụ giải thích lại, chỉ thêm cho các bạn về kiến thức để các bạn nắm được.
Câu số... cái câu số 4 á thầy. Câu số 4. Rồi, câu này phải không? Dạ. Rồi. À, giờ câu này bạn không rõ chuyện nào hay là không có ý tưởng gì hết để làm hay là sao? Số 9, 39. Dạ. Sao? Con dạ không, nói chung con không biết đó thầy. Không biết nhưng mà không biết cái gì. Thầy thích cái vấn đề là thầy muốn nghe các bạn nói mình không biết cái gì. Dạ con đang suy nghĩ làm sao để biến mấy cái mũ nó về giống nhau quá thầy. Bây giờ nè, cái con lóc ít này chỉ để lè nhau thôi. Giờ ta để ý nè, bài này nó có mấy cơ số? Mấy cơ số? Dạ 1, 2, 3. Rồi, nó đang... rồi. Đọc bao nhiêu đâu, đọc thử coi. Dạ cơ số 3. Tiếp cơ số 4, cơ số 6. À, đó ba cái thôi ha. Rồi, yeah. Và ta sẽ để ý tiếp. Ở đây lóc của ít bình, ở đây lóc ít là rõ ràng nó giống rồi nè. Nghe kịp không? Yeah. Ở đây điều kiện tự xử nha. Thầy thả con ít bình này xuống đây. Kịp chưa? Mấy cái hệ số tự đem dẹp hết. 3 mũ 2 cộng 2 lần lóc ít. Rồi, ở đây là 4 mũ 1 cộng lóc ít. Ở sau là 6 mũ lóc ít. Kịp chưa? Yeah. Thực tế cái con lóc ít á, nó chỉ để lè nhau thôi, nó làm cho các bạn nhìn nó bị rung, bị rối. Vậy thầy coi như đặt cái lóc ít này thành chữ ít lớn cho nó đỡ rối. Kịp không? Dạ yeah, kịp. 3 mũ 2, 4 mũ 1 tự xử, thầy chỉ giải quyết cái vấn đề liên quan tới mũ thôi, cái liên quan có biến số thôi, còn 3 mũ 2 tự biến ha. Vậy ngay yeah. Đây nó biến cho thành là 3 mũ 2x, còn con này nó là 4 mũ x, còn thằng này là 6 mũ x. 3 mũ x, còn con này 4 mũ x thì nó được hiểu là gì? 4 mũ, ồ xin lỗi, 2 mũ nhiêu? Dạ 2 mũ 2x. Còn con 6 này là do 2 mũ x nhân 3. 3 mũ x. Phương trình này nó biến thành phương trình tên gọi là gì nhớ không? Nó có dạng là AX bình cộng B lần XY và cộng cho C lần Y bình bằng 0. Tên gọi phương trình này của nó là đẳng cấp. Cách giải, ta sẽ chia cả hai vế cho Y bình. Trong bài toán này ta sẽ chia cả hai vế cho 2 mũ 2x hoặc là 3 mũ 2x tùy mình thích. Rồi, được không? Mình dính. Dạ yeah, được. Còn một cái bài thì thật sự là các bạn như thầy cũng hay nói các bạn, đó là các bạn phải giải nhiều lắm các bạn mới cảm giác được mấy cái khóa ngay chỗ đó. Chứ còn nếu không mà các bạn chỉ giải theo kiểu là mơ hồ về nó thì cứ nhìn vô cái đề là không có biết đường ra. Thật sự là không thấy, rất khó để kêu nhìn vô biết không biết bắt đầu từ đâu đâu. Làm nhiều lên thì mới tạm ổn. À, phải xử được ha. Rồi, đưa vô tiếp. Còn thường thì khi thầy dạy các bạn á, ít khi nào mà thầy dạy cho các bạn thẳng ngay cái vấn đề là ngay chỗ đó, người nhào vô ta giải cái này, giải cái kia. Tại vì giải cái đó là cuối cùng cũng chỉ là bài giải của thầy thôi. Thầy sẽ chỉ cho các bạn cái khóa. Nhưng mà quan trọng á, là khi các bạn được học á, các bạn ghi nhận điều gì. Các bạn ghi nhận cái khóa rồi các bạn phải làm lại thì các bạn mới mở được nó. Còn nếu như bạn chỉ ghi nhận nó theo cái kiểu truy nhận về kiểu bài giải á, nhìn từ trên xuống rồi chép cho có, rồi a à, thì ra là nó là vậy rồi xong rồi vứt qua, là bảo đảm với các bạn ngày mai các bạn quên liền. Thiệt, thầy cũng quên. Tại vì bình thường khi thầy cần triển khai một cái vấn đề gì đó mới đi, rồi thì thấy người ta làm biết, nhìn biết hết luôn, tức là toàn bộ những cái công đoạn nó làm là cái gì nếu như một cái vấn đề nào mà thầy nắm, thầy nhìn lướt qua là thầy biết hết. Nhưng tới trường hợp thầy cần để làm lại á là quên, muốn thực hiện là gì đó cũng phải coi lại cái chỗ đó, nó biến cái chỗ này hoặc nó chèn cái ẩn nào đó vô, hoặc là nó thêm một cái biến số nào đó, hoặc nó thêm một cái dòng mã lệnh hoặc một cái code nào đó
chỉ cần nhiều khi có lộn một chữ s thôi. Như hôm bữa thầy đang cần phải thực hiện cái thao tác để xuất file số lượng nhiều trên một máy tính. Cái lệnh đó là coi bật cơ, gọi là tin học cơ bản mà không nhớ nổi, lên search à thì ra là vậy. Tức là hồi viết cho đã là một cái cạch, một số nó không chạy, quay trở lại nó bị thiếu có một chữ f một, mà phải dò lại từ trên xuống mới mò ra được đó. Thì cái nào ta thật sự quan tâm nhiều thì ta mới dành thời gian ra, thì giờ ta mới luyện tập. Thôi bay vô tiếp ha. Rồi còn bạn nào cảm thấy có cấn kiến thức nào thì cứ việc một là gửi qua cái Zalo hoặc là gửi chat cho thì sẽ phụ chỉ lại. Rồi ta bàn về ứng dụng của tích phân. Rồi ta có chính xác là ba hai ứng dụng chính. Ứng dụng thứ nhất là ứng dụng về vật lý, là ứng dụng về chuyển động. Ứng dụng về chuyển động của nó được thực hiện như sau. Đầu tiên là nhắc là về kiến thức cơ bản, đó là kiến thức về đạo hàm liên quan tới quãng đường, vận tốc và thời gian. Số 10, vận tốc được tính bằng gì bạn? VT. Ứng dụng bằng của đạo hàm vận tốc bằng gì? Đạo hàm của quãng x phải. S này là quãng đường, chấp nhận. Yeah. Vận tốc được tính bằng quãng đường đem đi đạo hàm. AT là gia tốc. Thì nó bằng gì? Dạ, đạo hàm cấp 2 của quãng đường. Rồi, chấp nhận. Nó được hiểu là vận tốc đạo hàm, hoặc được hiểu là quãng đường đạo hàm cấp 2. Thì đây là ứng dụng của đạo hàm mà các bạn được học ở cuối chương trình trong sách giáo khoa lớp 11. Rồi, ngược lại. Vậy cái này là đạo hàm. Vậy thì ứng dụng ngược lại của nó sẽ là nguyên hàm. Vậy từ đây ta sẽ có được nguyên hàm của V, nguyên hàm lấy hai vế này, AT. Vậy ta sẽ có vận tốc, ta sẽ lấy nguyên hàm hai vế, thì V phải lấy nguyên hàm thì nó ra được V. Vậy nó sẽ nguyên hàm của AT nhân với DT. Đây là vận tốc. Và quãng đường ta cũng sẽ lấy nguyên hàm hai vế, vậy thì ta sẽ có được ST, nó sẽ được tính bằng vận tốc khi lấy nguyên hàm lên. Và từ kiến thức này người ta có một cái kiến thức đặc biệt hơn, tạm gọi là quãng đường tức thời. Tức thời tức là tại cái thời điểm mà nó yêu cầu, thì nó sẽ có công thức đặc biệt hơn nữa. Nó sẽ được tính bằng T0 đến T1. T0 được hiểu là thời điểm mà các bạn bắt đầu khảo sát. Ví dụ, nó cho biết là vật chuyển động bắt đầu chuyển động cho đến 5 giây. Thì khi đó bắt đầu chuyển động nên T các bạn bằng 0, và khi đến 5 giây T của các bạn bằng 5. Vậy nó sẽ chạy từ 0 đến 5. Hoặc là vật nó đang chuyển động, sau đó người ta đạp phanh nó hoặc là bóp thắng đấy, cho nó giảm tốc độ lại. Và người ta hỏi quãng đường nó đi được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh cho đến khi dừng hẳn. Thì khi đó T0 là 0, là lúc bắt đầu tính, cho đến khi dừng hẳn là T1, là tại cái thời điểm mà các bạn kết thúc khảo sát. Thì các bạn phải tính ra coi coi khi vật dừng hẳn thì T của nó không phải bằng 0, mà là vật dừng lại thì vận tốc của nó bằng 0. Vậy khi vận tốc bằng 0 thì các bạn tính lại được cái T. Vậy khi có được T0 với T1 thì các bạn sẽ có được cái cận. Gắn vô cái bài tích phân thì các bạn sẽ tính ra được quãng đường tức thời. T1 được gọi là thời điểm kết thúc khảo sát. Thì đây là ứng dụng của tích phân. Thầy sẽ cho các bạn thử một hai bài để các bạn cảm giác được nó.
Rồi, cái bài tập của các bạn đây, cái đề câu số 22 là có ứng dụng của nó này. Đề cho một cái vật chuyển động với vận tốc ở với gia tốc AT bằng cái này. Khi T bằng 0 thì vận tốc của các bạn là 30 m trên giây. Hỏi vật chuyển động sau 2 giây, quãng đường của nó là bao nhiêu? Giây ta sẽ ráp vô ngay công thức bữa ngày đó. Vậy đề nó hỏi vật chuyển động sau 2 giây là bao nhiêu? Vậy thì khi đó ST nó sẽ được tính bằng T0 đến T1 của hàm VT DT. T0 là vật lúc bắt đầu khảo sát. Vậy tức là T0 bằng 0. T1 là lúc kết thúc khảo sát. Nó hỏi chuyển động sau 2 giây. Vậy tức là T1 bằng 2. Vậy coi như nếu như các bạn tính được hàm VT thì quăng vô chỗ này một cái thì các bạn nạp một ra được kết quả quãng đường S liền. Vậy bây giờ VT thì theo kiến thức ta mới vừa được học, VT nó được tính bằng nguyên hàm của AT DT. Vậy cái này là trừ 20 nhân cho 1 cộng 2T mũ trừ 2 DT. Đây, ta đi lấy nguyên hàm của thằng này. Kịp ha. Rồi, nguyên hàm của thằng này thì các bạn đi tính bình thường thôi, bằng cách là đặt ẩn phụ một cái con u bằng 1 cộng 2t. Vậy du nó được tính bằng 2 lần dt. Vậy con này nó sẽ tính bằng nhiêu nè? Trừ 20 nhân cho u mũ trừ 2 nhân cho dt thì nó biến thành là du trên 2. Vậy nó sẽ bằng trừ 20 đơn giản bớt, còn lại là trừ 10. U mũ trừ 2 lấy nguyên hàm nâng lên một bậc, vậy ra thành U mũ trừ 1 chia cho trừ 1. Được ha các bạn. Cộng C. Và U là cái này, vậy thì trả nó lại. Trừ 1 với trừ 10 ở đằng trước nhân lại thì nó ra là bằng 10. U được đổi về thành 1 cộng 2T. Vậy mũ trừ 1, vậy thì nó ra thành cái này cộng cho C. Vậy đây là hàm VT. Nhưng hàm VT của các bạn đang còn bị kẹt lại cái chữ C. Vậy thì các bạn phải tìm cách xử lý được cái con C này. Trong bài toán nãy giờ vẫn có một cái ta chưa xài tới, đó là 30 m trên giây. Vậy ta sẽ xét V0, tức là tại thời điểm T bằng 0 thì các bạn bằng 30 mét trên giây. Vậy thế T bằng 0 vô, vậy thì các bạn được là 10 nhân cho 1 trên 1 cộng 0 cộng cho C bằng 30 mét trên giây. Từ đây giải ra được C. Rồi sau khi có được C xong, thế ngược lại cái hàm VT, trả ngược cái hàm VT đó lên trên ban đầu thì các bạn sẽ tính ra được cái quãng đường. Đó, một cái bài ứng dụng về tích phân là như vậy đấy. Chua lè luôn. Rồi, có bạn nào vẫn còn thắc mắc về bài này, chat cho dùm thầy dấu chấm. Bạn nào cảm thấy ổn rồi, chat cho dùm thầy chữ OK. Rồi thầy sẽ giải thích cho các bạn, sẽ cho các bài tập tiếp theo để cho các bạn làm cho rõ.
xin lỗi các bạn, nhìn mệt quá. Tạm ok rồi, tạm thử bài ha. Rồi làm tiếp bài tập thì nhiều mà, rồi để thầy mở rồi. Đây, một bài chuyển động câu số 19. Chút xíu ta sẽ bàn tiếp vô về kiến thức của hình học, ứng dụng của hình học. Rồi để cắt cái hình này xuống cho các bạn. Rồi, đâu, tự bơi thử xem. Lưu ý bài toán này có một cái bẫy nhỏ nhỏ, vận tốc ở trên nó tính bằng km trên giờ, nhưng ở dưới thì nó lại đổi đơn vị ra mét, nhớ coi chừng chết bởi cái đơn vị đấy. Hỏi quãng đường đi được sau 6 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc. Vậy thì khi đó S T được tính bằng tích phân cận chạy từ T0 đến T1 của VT DT. Đó, các bạn tự giải đi, bạn nào giải ra được kết quả chat cho giùm thầy đáp án nha. T0 là bao nhiêu và T1 là bao nhiêu? VT được tính theo công thức gì? Đó. Bữa vô. Sau 30 giây mà các bạn vẫn chưa thể hình dung ra được phương pháp giải, cứ việc chat vô giùm thầy dấu chấm. Thầy sẽ phụ giải thích lại. Bị cái gì đây? Các bạn chat cho thầy kết quả nha.
Rồi, có một bạn có kết quả thôi, còn mấy bạn khác đâu? Thầy dặn cái gì? Nếu bạn tìm ra được kết quả, chat giùm thầy đáp án, còn không được, chat giùm thầy dấu chấm vô. 30 giây, 10 giây nữa. Nếu làm không ra được kết quả thì chat vô cho thầy dấu chấm. Rồi, ok. Bây giờ nên không biết thì hỏi là không được. Các bạn ngồi chờ chờ hết, làm sao thầy biết được các bạn đang thế nào? Rồi, quay lại. Thầy mượn bạn số 10. Hàm VT, thứ nhất là T0 với T1. T0 là như bạn? Dạ. T0 là mấy? T0 là 0. T1 là? T0 là 0. T1 là 6. Rồi, chấp nhận. Vậy là ta chỉ còn có hàm VT thôi. Mà hàm VT thì theo kiến thức nãy ta được học, nó được tính bằng gì? Dạ là nguyên hàm của gia tốc. Rồi, nguyên hàm của gia tốc. Vậy nó là nguyên hàm của gia tốc là 1 cộng cho T trên 3 DT. Nguyên hàm món này bằng nhiêu bạn? Dạ bằng T cộng T bình chia 6 cộng C. Rồi, hợp lý. Mà đề thì cho thêm điều gì? Dạ có vận tốc là 36 km/h. V0 của các bạn là 36 km/h. Mà ở đây ta đang xài đơn vị là mét trên giây. Tại vì đây nó đang là AT mét trên giây bình, nên khi lấy nguyên hàm ra mét trên giây. Vậy 36 km/h đổi thành bao nhiêu mét trên giây? Dạ 10 m/s. Rồi, 10 m/s. Bạn đổi bằng cách nào? Dạ bấm máy tính. Rồi, chấp nhận. Một trong máy tính của các bạn có cái chỗ chuyển đổi cái công thức đấy, đơn vị đấy. Còn cách thứ hai thì các bạn có km trên giờ, muốn đổi sang mét trên giây thì km là bằng 1000 m, giờ thì đổi bằng 3600 giây. Đó, thì từ đó các bạn nhân với 36 vô thì các bạn ra được 10 m/s. Đó là kiến thức cách đổi cơ bản nhất. Vậy mà V0 tức là khi đó T bằng nhiêu? Dạ T bằng 0. T bằng 0. Vậy từ đây ta sẽ có khi T bằng 0, vậy thế T bằng 0 vô, đó, 0, 0 vô đây, vậy ta được là C bằng 10. Bằng 10. Rồi, vậy khi có cái C bằng 10, làm gì nữa bạn? Dạ, rồi mình thế cái V lên trên cái S. Rồi, đó. Khi có được cái hàm V xong rồi, đó, thế cái chữ C bằng 10 vô, thế vô đây. Rồi, mở máy tính lên, bấm bật đi tính cái tích phân đó, các bạn đã được kết quả. Hết chuyện rồi. Rồi, không sao, do cái năng lực nhận biết vấn đề của mỗi bạn thì cũng có sự khác biệt. Không thể nào mà trong một cái kiến thức giờ mới học cái chat đó mà mọi người đều có khả năng nắm được hết giống nhau. Rồi, bạn nào cảm thấy chưa hiểu thì chat vô dấu chấm, còn bạn nào tạm ổn rồi thì chat cho giùm thầy chữ ok anh cái để thầy biết đường mà giải thích lại. Thầy kiếm coi coi nó có ứng dụng chuyển động nữa không, tại chuyển động cũng ít xài. Trong cái đề này thì hết rồi. Mở 40 chuyên đề ra. Tính phần ứng dụng một số bài toán. Ứng dụng của tích phân. Dùng về diện tích thể tích ứng dụng diện tích
sao không thấy cái nào ứng dụng thể tích đó, đó chuyển động trên giấy. À đây. Rồi mấy câu này phức tạp lắm mấy câu này. À, từ lúc đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn còn. Đây, thí dụ câu số 3 trong cái đề minh họa năm 2017. Rồi, đâu các bạn làm thử à. Một ô tô đang chạy vận tốc nhiêu đây, đạp phanh. Chạy lại chậm dần đều với công thức VT là thế này. Kể từ lúc đạp phanh hỏi người đó cho đến khi dừng hẳn thì ô tô còn chạy lại được bao nhiêu mét. Rồi, làm bài thử cho thầy xem thử à. Rồi các bạn có đáp án chưa? Vẫn có một bạn có đáp án. Rồi các bạn khác thế nào? Dấu chấm vô tiếp. Chat vô đi, thầy chờ 10 giây để các bạn thực hiện. Nếu như tới thời điểm này các bạn vẫn chưa có được kết quả, chat vô dấu chấm đi, đừng ngại. Chat đi, thầy sẽ bắt đầu chỉ. Cũng đông vui nhỉ. Rồi, có các bạn đã có kết quả. Rồi, giờ thầy mượn thử số 1 đi. Số 1 đây. Dạ. Đề người ta hỏi rằng là kể từ lúc dừng hẳn ô tô đi được bao nhiêu mét, tức là nó hỏi mình cái gì bạn? Dạ, nó hỏi quãng đường. Đúng rồi, nó hỏi quãng đường. Vậy có nghĩa là ST theo công thức ta mới vừa học nó được tính bằng gì? Dạ, nguyên hàm của V. Nguyên hàm của vận tốc. Và T0 đến nhiêu? T0 đến 2 giây. Khoan, T0 đến T1, T0 là mấy? Dạ, T0 là 0. Không, tức là kể từ lúc mà nó bắt đầu đạp phanh, vậy tức là T nó bằng 0 lúc bắt đầu khảo sát. T1 bằng nhiêu? Dạ, bằng 2. Sao biết bằng 2? Dạ, thì thế vô cái biểu thức trên đó thầy. Chấp nhận. Thế vô cho cái nguyên cái biểu thức đó bằng 0 mình ra được. Tại sao lại cho nó bằng 0, không cho nó bằng 8? Dạ, tại vì khi nó dừng lại hẳn là lúc đó vận tốc bằng 0. Đây, quan trọng nhất của nó cái câu dừng lại, dừng hẳn lại thì cái vận tốc của nó, VT của các bạn bắt buộc phải bằng 0. Vậy thế vô phương trình ta có trừ 5T cộng 10 bằng 0, giải ra được T bằng 2. T này tương ứng với cái T1 khi các bạn kết thúc khảo sát đấy.
Rồi, cảm ơn bạn. Vậy đây là số 2. Mấu chốt của vấn đề nằm đúng ngay chỗ đó thôi. Vậy khi có V bằng 2 và đề cho cái hàm VT rồi thì thả vô. Còn bài này nó cho các bạn vận tốc độ là 10m trên giây là để nó đảm bảo rằng là vật của các bạn đang lúc đầu 10m trên giây, và được hiểu là khi T bằng 0 á, vận tốc đầu của nó là 10m trên giây. Nó đảm bảo cho nó đúng theo cái yêu cầu của bài toán. Tức là nó có vận tốc đầu thì nó mới có được cái công thức đó. Còn đừng quan tâm mà tại sao nó có trừ 5T cộng 10. Đó là tại vì đề bài cho. Người ta thích công thức nào người ta cho thôi. Đó. Mà hồi nãy lúc giảng kia về kiến thức thì cũng có nói lướt qua. Đó là khi vật dừng lại thì vận tốc của các bạn bằng 0. Tìm ra T. Mấy câu này thì dưới đây nó có yêu cầu hơi cao rồi, thì các bạn nào mà muốn giỏi thì về luyện tập lại. Khoảng thời gian tính vật bắt đầu chuyển động là s giây, quãng đường chuyển động khoảng thời gian hỏi thời gian sau 6 giây bắt đầu dần dần lớn nhất là bao nhiêu. Rồi thì cái câu này nó lại không phải là liên quan tới tích phân, mà cái bài này thì lại liên quan tới đạo hàm. Rồi sẵn nói cái này lướt qua cái đi rồi ta sẽ qua cái ứng dụng số 2 của nó. Đề nó hỏi các bạn là trong khoảng thời gian 6 giây vật đạt được vận tốc lớn nhất là bao nhiêu. Vậy có nghĩa là nó hỏi các bạn khi ta làm một cái bài á, tùy mỗi người mỗi cách dạy, tùy giáo viên và tùy cái cách cảm nhận đề của mỗi bạn. Tôi nói với riêng thầy, thầy muốn giải cho các bạn một điều, đó là đọc vô cái đáp án. Coi coi nó hỏi mình cái gì, từ cái đáp án đó đó mình mới mã hóa ra, mình coi coi mình xài công thức nào. Để nó hỏi vận tốc lớn nhất chỉ có nghĩa là V max là bao nhiêu. Và nó tính trong cái khoảng 6 giây đó, chỉ có nghĩa là nó lấy trong cái khúc chạy từ 0 đến 6. Và nó lấy cái T của các bạn chạy trong khúc này thôi, không lấy vượt khỏi này. Mà V thì theo công thức, V của các bạn nó theo công thức là nó bằng quãng đường đem đi đạo hàm. Vậy thì quãng đường của các bạn đạo hàm thì các bạn ra thành một cái công thức gì đó. Vậy thì các bạn có một cái hàm VT, muốn biết min max nó ra bao nhiêu thì đi khảo sát cái hàm VT đó. Rồi đây, giải quyết cái đặt kết quả. Thì đó là một dạng bài tập. Rồi, ta bàn tiếp một cái ứng dụng tiếp theo. Hôm sau thêm mốt ta sẽ gặp lại nó cũng rất là nhiều. Rồi, bài tiếp theo của các bạn. Rồi, ứng dụng tiếp theo. Đó là ứng dụng số 2. Đó là ứng dụng về hình học. Hình học các bạn có hai ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất là ứng dụng về diện tích giới hạn. Và diện tích giới hạn giảng cho các bạn một cái kiến thức cơ bản trước. Đó là giới hạn bởi hai đường. Là dạng dễ trước, giới hạn bởi hai đường. Thì kiến thức của các bạn nó sẽ cho như sau. Cho một cái hàm số y bằng fx, một hàm số y bằng gx. Cái này người ta được định nghĩa là s giới hạn, diện tích giới hạn bởi những đường này. X bằng a, x bằng b. Mấy cái con x bằng bằng này, x bằng cái gì đó người ta gọi là cận. Và mấy cái con y bằng cái gì đó người ta gọi là đường. Nếu một bài mà có đủ hai cận, đủ hai đường thì các bạn được quyền ban thẳng cái công thức ra. S
giới hạn nó được tính bằng tích phân cận chạy từ cận nhỏ đến cận lớn. Trị tuyệt đối của hai cái đường đó trừ nhau nhân trệt dx. Hết chuyện. Nếu một cái bài mà nó cho đầy đủ những chuyện này, đưa vô công thức làm bài. Nhưng mà thường trong đề của các bạn, nhất là những câu liên quan tới trắc nghiệm, đặc biệt là trắc nghiệm lý thuyết, là nó không có cho cái này. Nó sẽ yêu cầu các bạn mở dấu giá trị tuyệt đối. Rồi, thầy sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn về cái này. Ví dụ, bây giờ thầy có một cái hệ trục OXY. Rồi, bây giờ thầy có hai cái đường, tạm vẽ cho nó nhanh nha. Đây, đường thứ nhất y bằng fx. Rồi, một đường. Đường thứ hai y bằng gx. Đó, thầy có hai đường này. Giả sử người ta yêu cầu mình là đi tính giới hạn bởi thêm cái cận vô. Hai cái đường màu tím làm hai cái cận. Đây, tạm gọi là x bằng a, x bằng b. Rồi, hai cái cộng. Vậy cái phần x giới hạn của các bạn nó sẽ được hiểu đây như sau. Phần số 1. Phần số 2. Phần số 3. Đó, các bạn đang có ba cái phần giới hạn đó. Đầu tiên ta sẽ đi xét phương trình hoành độ giao điểm giữa đường màu xanh với cái đường màu đỏ. Thì các bạn theo cách hiểu của hình vẽ này, thầy đang có 3 cái giao điểm. 1 nè, 2, 3, đang có 3 cái giao điểm. Tạm gọi x1, x2, x3, 3 cái giao điểm đó. Nhân ba cái giao điểm đó ta không lấy hết, mà các bạn thấy rằng nó chỉ có hai cái nghiệm x2, x3 nó nằm trong cái khúc đi từ A cho đến B, nó nằm trong cái khúc màu tím này, nó chỉ có hai cái con nghiệm thôi, đó là x2 với x3. Vậy đầu tiên là ta đi xét cái phương trình hoành độ giao điểm giữa fx với gx. Ta chỉ lấy các cái nghiệm x thứ y thuộc trong cái khoảng AB mà đề yêu cầu. Đó. Vậy rõ ràng dựa vào đây ta chỉ thấy được các cái con x2 và x3 thuộc cái khoảng đi từ A đến B. Nếu nó lấy hết, nếu nó lọt hết vô trong đó thì lấy hết, còn nếu nó không lọt vô thì ta sẽ lấy những cái thằng nào nằm ở trong đó thôi. Rồi, bắt đầu từ đây ta mới có cách để mở dấu giá trị tuyệt đối của cái hàm tích phân này, của cái biểu thức tích phân. Vậy cái biểu thức này nó sẽ được mở ra như sau. Đầu tiên, tích phân cận chạy từ A cho đến B đó, nó sẽ mở ra từ A cho đến x2. Đây, chạy từ A đến x2. Rồi, thầy mượn một bạn số 12 đi. Dạ, con nghe thầy. Rồi, nằm trong khúc đi từ A đến x2, bạn nhìn thấy cái khúc đó chưa? Dạ rồi thầy. Rồi, cái hàm màu xanh hay hàm màu đỏ nằm ở trên? Dạ màu đỏ. Rồi, vậy thì khi mở giá trị tuyệt đối thì hỏi là sao? À, cái hàm màu đỏ nó đang nằm ở trên cao hơn so với hàm màu xanh á. Màu xanh dương. À, hàm dạ. Màu đỏ. Vậy hàm màu đỏ nó nằm ở trên cao hơn so với màu xanh dương, nên khi mở ra thì ta lấy cái thằng ở trên trừ đi cho thằng ở dưới.
Vậy nó sẽ thành gì? Dạ trừ cho thằng nào trừ thằng nào? Cái hàng ở trên là F, hàng ở dưới là trừ rồi G, DX là xong một cái. Tiếp tục đi từ X2 qua X3. Thằng nào ở trên? Dạ X2. Màu đỏ. X2 qua X3 nè. X2 à, qua X3. Dạ. Thằng nào nằm ở trên? Màu nào? Dạ màu xanh. Màu xanh là hàm GX. Vậy ta lấy G trừ đi cho F. Tiếp tục từ X3 qua B. Thằng nào nằm trên? Dạ màu đỏ. Màu đỏ nằm trên thì ta lấy F trừ đi cho G. Để đó, đây là kiến thức mà các bạn buộc phải xử lý. Rồi, và trong kiến thức này ta được quyền chơi thêm một cách nữa. Đó là nếu như ta đi tính toán bằng máy tính thì đôi khi cái hình không phải lúc nào cũng vẽ được cái hình như thế này đâu. Tại vì chờ để vẽ ra được cái hàm F với hàm G có những cái bài vẽ ra cái hết giờ luôn. Nên người ta không thể vẽ, nhưng người ta được quyền tính thế này. Tức là ta tách ra từng cái đoạn con xong. Thì đây là cách số 1. Còn cách số 2 là cách người ta vẫn kèm theo giá trị tuyệt đối của mỗi cái. Mình sẽ tách ra thành thế này. Cận dẫn chạy từ A đến X2 và nó sẽ bằng trị tuyệt đối của F trừ đi G, và người ta để cái dấu giá trị tuyệt đối nó nằm ở ngoài. Tức là ta không có phân biệt được thằng nào lớn, thằng nào bé. Cứ dẹp đi tính nó, sau đó lấy giá trị tuyệt đối. Tương tự từ X2 đến X3 cũng giống vậy, các bạn cứ dẹp lấy F trừ đi cho G, DX, nhưng cái dấu giá trị tuyệt đối người ta để bên ngoài. Cộng cũng giống vậy, X3 đến B lấy F trừ đi cho G, DX và dấu giá trị tuyệt đối bỏ bên ngoài. Cách thứ số 2 là cách dẫn còn giá trị tuyệt đối. Và ta không phân biệt được, như nãy thì nói, thằng nào lớn bé gì hết, ta không có phân biệt được, kệ nó, ta cứ quăng vô và ta xơi nó thôi. Rồi, sẽ thử cho các bạn bài tập để hình dung, chứ để thôi ta bị rối não. Rồi, bây giờ là bắt đầu xử lý được cái câu 18 mà hồi nãy bạn số 3 hỏi đấy. Thầy cắt luôn câu 18, 19 luôn. Rồi, câu 18. Đề hỏi cái phần diện tích phần bôi đen nó được tính theo công thức nào? Rồi, số 3. Mở lên giùm thầy. Mở mic lên. Phần bôi đen, nhìn thấy chưa? Thành này nè. Thấy. Rồi, cái phần này tạm gọi là X1 nè. Cái phần này gọi là X2 nè. Kịp chưa? Hàm này là hàm F nè. Cái trục OX của mình là trục hoành đấy. Con này nó chính là cái đường Y bằng 0 là hàm GX đấy. Đó, rồi đâu. Mỗi bạn thử tính giùm thầy thử coi coi câu 18 với 19. Thử tính thử ra nha. Rồi.
À, xin lỗi số 3. Sao? Được câu A, câu 18 chưa? Số 3. Số 3 ơi. Dạ 18. Dạ được. Đó, thế nào? Vậy đầu tiên ta sẽ thấy x1 cận nó chạy từ đâu đến đâu? Thứ hai cận chạy từ A đến B. Hàm GX là hàm trục vành với lại hàm F thằng nào nằm trên? Dạ trục vành nằm trên. Trục vành nằm trên nên nó mở ra thành là 0 trừ đi cho F. Kịp không? Dạ. X2 cận chạy từ đâu đến đâu? Chạy từ B tới C. B đến C, thằng nào nằm trên? Dạ FX nằm trên nên nó là F trừ đi 0. Là tới số 0 thì người ta không biết làm gì. Kịp ha, chỉ nó mở ra thành là trừ của FX cận chạy từ A đến B. Kịp chưa? Tương tự, vậy câu A đúng hay sai? Ừ, hay là sai. À, A sai này, đó, sai dấu. Còn câu B cũng giống vậy, sai dấu hai chỗ. Đây, câu C đúng. Còn câu D tại sao không đúng? Câu D á, nếu nó muốn đúng á, là nó phải ghi tích phân cận chạy từ A đến B của cái gì? Dạ, xin lỗi, của... A đến C chứ. A đến C của? Dạ, của F. Của FX trừ đi cho. Không, nhưng mà nó phải nằm ở trong giá trị tuyệt đối, chứ không phải cái giá trị tuyệt đối ở ngoài sau khi lấy tích phân. Nó là thế này nè. Đó. Dạ. Tại vì cái trị tuyệt đối này các bạn muốn giải thì các bạn bắt buộc phải tách ra thành hai cái, nếu như cái này muốn đúng thì nó phải viết như thế này, còn cái này thì nó bị sai. Rồi, đây là câu số 18. Rồi giờ riêng câu 19 này. Rồi thầy sẽ giải thích. Các bạn nào giải được câu 19 không, chat cho thầy chữ ok nhé. Để cho tôi thấy rằng tôi còn động lực để xử lý tiếp. À, có nhiều bạn ok. Sao cũng hai bạn mạnh này thế. Đâu, chỉ định thử coi. Số 18 ơi. 18 ơi. 18 đâu rồi nhỉ? Rồi, không nghe 18 trả lời. Rồi thầy mượn bạn khác nha. 14. 14. Dạ. Rồi. Diện tích giới hạn này và theo công thức ta tính bằng gì bạn? Nó sẽ là F của cái đó. Tích phân của cái dạ. Cận chạy từ A đến B của hai hàm này, vậy tức là lấy cái hàm F trừ đi cho hàm G. Dạ. Lấy giá trị tuyệt đối. Vậy hai cái cận A với B này lấy đâu ra? Em không biết. Thì nó không có cận thì ta đi xét phương trình phần đổi vô điểm để nó có cận. Kịp không? Nó không có ít chỉ nào hết á. Vậy thì ta đi xét hai cái con fx nó bằng với gx để ta tạo ra cận. Nếu bài cho sẵn cận, ta đóc hai cái cận đó đưa vô phát là xong. Còn nếu như đề chưa có cận thì bắt buộc phải đi xét phương trình hoành độ vô điểm để tạo ra cận. Con nhỏ nhất làm cận dưới và con lớn nhất làm cận trên. Vậy tức là ta được cái phương trình x e mũ 1 e cộng 1 bằng 1 cộng e mũ x tất cả nhân cho x. Từ phương trình này tự giải ra ha, ta được một cộng nghiệm là x nó bằng 0 và con kia là x nó bằng 1. Vậy đủ để xơi được chưa? Đủ không? Alo, nghe kịp không bạn? Dạ. Rồi thôi, tạm tạm đi ha. Rồi, xử lý lại đi. Vậy theo cách hiểu bạn sẽ tính ra được x bằng 0 và con x bằng 1 nạp vô trong đây, thì các bạn sẽ đưa vô máy tính bấm tích phân cận chạy từ đó. Bạn nào kỹ thì bấm thêm cái giá trị tuyệt đối nữa thì các bạn sẽ tìm ra được. Còn nếu như không thì các bạn phải tách ra cận chạy từ 0 đến 1 thì đó để ngoài, tại vì đây nó chỉ có hạn nghiệm thôi, nó có một cái khoảng à. Đó, theo cách hiểu.
tích tròn xoay chưa được học, nói sao? Phía sau là thể tích tròn xoay. Rồi, ở đây có câu số 25. Đề nó cho các bạn một cái cửa lắp bằng kính được làm bằng một cái hình parabol lắp bằng kính cường lực vô, và nó hỏi cái diện tích cần phải lắp phần kính đó là bao nhiêu đó, và nó vẽ cho các bạn cái phần parabol đó luôn. Nó cho biết cái chiều rộng là 8 và chiều cao của cái parabol đó bằng 8, hỏi diện tích. Thì ở đây bài này các bạn có hai cách để làm. Cách số 1 đó là các bạn cứ theo kiến thức về diện tích mà thầy chỉ cho các bạn. Mà ngặt nổi ở đây thì nó chưa đủ để tạo ra được cái hàm số, thì buộc các bạn phải tìm cách cho nó về hàm số bằng cách là gắn cái hệ trục tọa độ vô, hai cái trục vô. Đó, qua thôi, lấy từ cái hình vẽ này luôn đi. Lời quá. Đó, lấy từ cái hình vẽ này, vậy thì các bạn sẽ tạo cái hệ trục tọa độ vô cho nó. Đây, gắn trục tọa độ vô. Vậy ngay đây là góc tọa độ O, trục X, trục Y của các bạn. Và cái parabol đang được hiểu là cái hình như thế này. Ta có thể lấy nó ra. Về cái hệ trục tọa độ đó sau khi các bạn gắn vô xong. Vậy thì đây, từ đây qua đây của các bạn là bằng 8. Chiều, thí dụ đặt tên điểm A, B, C. Cái đoạn OB của các bạn là bằng 8. Vậy thì các bạn muốn tính được cái phần diện tích của cái parabol này với trục vành, thì các bạn phải biết được cái phương trình của parabol. Vậy cái phương trình parabol của các bạn là y bằng ax bình cộng bx cộng c. Đây là phương trình parabol. Và các bạn đi qua 3 điểm đặc biệt, điểm A, điểm B và điểm C. Điểm B nằm ở trên trục tung, tọa độ các bạn 0,8. Điểm A của các bạn nằm ở trục vành, và cái chiều dài của đoạn OA là 4, nên ngay đây ngược chiều dương thì nó là -4, 0. Điểm C cùng chiều dương, độ dài của đoạn OC là 4, nên nó là 4, 0. Thế tọa độ 3 điểm này vô thì các bạn sẽ viết được phương trình của parabol. Vậy sau khi có được parabol xong, vậy thì nhiệm vụ quá đơn giản, đó là ta sẽ chốt cái phương án. Là sau khi các bạn đã có parabol vô xong rồi thì bữa thôi. S giới hạn nó được tính bằng công thức cận chạy từ -4 đến 4 của cái parabol tự viết phương trình lên nhân trình dx. Đó, y bằng parabol đấy, quăng vô là có được kết quả. Rất nhiều bài tập liên quan tới hệ trục tọa độ mà các bạn phải bơi bằng cái cách này. Rồi, còn nói về cái cách số 2 thì ta có cái công thức nó đặc biệt hơn. Do bạn nào mà có học về kỹ năng của các đường Conic thì trong công thức ta có công thức để tính S của parabol. Thì người ta định nghĩa như sau. Thí dụ đây là điểm O nè. Từ cái điểm O qua đây, nó được định nghĩa là bán kính R. Cái độ dài của đoạn OB nó định nghĩa là đường cao là H. Thì công thức của các bạn nó sẽ được tính bằng 4/3 ER nhân cho H. Đó.
công thức của các bạn. 4/3 RH. Dưới R là bán kính ở dưới. H của các bạn là đoạn OB đã được tính theo công thức này. Và cứ như thế các bạn đưa vô là các bạn sẽ bữa những cái bài parabol nó lẹ hơn rất là nhiều. À, thôi trễ rồi. Nhiệm vụ giao cho các bạn đó là về nhà có điều kiện thì luyện tập thêm các cái bài tập tiếp theo trong cái đề mà thầy gửi cho các bạn đấy.